chung là với chiếc xe này á, thì đây là một sự bất ngờ, không phải bất ngờ từ mình nha, mà bất ngờ cho gia đình mình, cho người yêu mình, cho bạn bè mình. Tại vì á, lâu nay á, mình vẫn âm thầm lặng lẽ mình đi mua xe, mình vẫn kêu là dịch rất là đói, rất là nghèo. Nhưng mà không các bạn ạ, không phải khoe nha, không phải khoe nha. Thì như anh em cũng đã biết thì chúng ta là những designer, thì để mà có được tiền chúng ta phải chiều khách, nâng niu khách, bởi vì chúng ta là những người đi giải quyết vấn đề của khách hàng để kiếm tiền. Và vì thế mà mình đã trải qua những ngày tháng mà chịu đựng khách hàng, khách hàng đổi brick sọt, nhưng mà mình vẫn chiều ý khách hàng, để cuối cùng mình nhận là gì, đó chính là tiền. Thì sau bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu những ngày tháng mà mình chịu đựng được, thì cuối cùng ngày hôm nay mình đã rước được một chiếc mô tô theo ý của mình. Mình mua cái xe này cũng khá là lâu rồi, đó là mình mua đầu đợt dịch luôn các bạn. Tuy nhiên là vì sợ người khác nói mình là phô trương, nói mình là khỏe, nhưng mà thật sự mình không khỏe nha. Nhưng mà cái đây là mình đang quay để cho các bạn thấy cái sự nỗ lực và cố gắng của mình để đạt được cái xe này. Thì để các bạn hiểu rõ hơn về cái quá trình mình làm việc, mình phấn đấu như thế nào để có chiếc xe này, thì các bạn hãy xem clip này nhé. Thăm ngàn, kẹp ngân, thăm ngàn, kẹp ngân. Chạy nì, thăm ngàn, kẹp ngân, sải, nia rắc, ốp ủn, mây buồn, rồi bần giả, phát thà, chả lạ, chát, chả lợn, bên tình này đang tôi mới lũ, khai lơ lâu nè. Đó là quá trình mà mình đã khổ cực, mình đã tích góp được và cuối cùng tạo được chiếc xe này. Mình không khoe nha, chỉ là nỗ lực thôi. Thì mình không phải là review xe, cho nên là các bạn nào muốn tìm hiểu thông số chi tiết hoặc là gì đó thì các bạn có thể lên search là review xe R3 2020. Tuy nhiên hôm nay mình sẽ nói là tại sao mình quyết định chọn một chiếc xe này. Mà mình chọn cái chiếc xe này á, thì các bạn biết không, tức là mình khi mình coi xe mô tô á, mình lên mình coi cũng rất là nhiều loại, cũng tầm phân khúc giá này như thế là khoảng từ 100 đến 200 triệu á, thì có rất là nhiều. Và hồi trước mình cũng rất là thích Naked Bike, tức là những cái xe mà chạy đường phố đó. Tuy nhiên là hôm đó mình ra thì mình thấy cái chiếc này thực sự là ở ngoài nó to và nó đẹp hơn bên trong video rất là nhiều các bạn. Mình coi mô tô á, các bạn có một điều là mình coi mô tô, mình coi những chiếc siêu xe hay gì đó thì bên ngoài nó nhìn nó đã và nó dữ dằn hơn rất là nhiều so với trong hình. Thì chính vì thế khi mình ra mình thấy cái em này thì mình thấy cảm giác là nó rất là hợp với mình, cho nên mình quyết định là xem chi tiết cái này hơn. Nói chung là với chiếc xe này á, thì đây là một sự bất ngờ, không phải bất ngờ từ mình nha, mà bất ngờ cho gia đình mình, cho người yêu mình, cho bạn bè mình. Tại vì á, lâu nay á, mình vẫn âm thầm lặng lẽ mình đi mua xe, mình vẫn kêu là dịch rất là đói, rất là nghèo. Nhưng mà không các bạn ạ, không phải khoe nha. Nhưng mà mình đang nói về cái nỗ lực kiếm tiền của mình á, mình đã mua và làm giấy tờ trong âm thầm lặng lẽ để ngày hôm nay mình mới. Rồi bây giờ các bạn cùng mình test thử tốc độ của chiếc xe này như thế nào. Ok. Bảo mượn xe một tiếng đồng hồ buổi sáng, mình mượn mấy tiếng rồi?
Thôi quay gần xong rồi, sắp cuối rồi. Mẹ tao muốn học thì sao? Thôi quay sắp cuối chạy xíu rồi được rồi, cho anh em lè anh em chơi xíu. Thôi tao muốn học rồi. Thôi giờ về ai chở tao về? Mày đi bộ về đi. Thôi đây 12 quận 12 về quận 8 tao về. Mày đi bộ về đi thế đó. Thôi. Bye. Mày đâu sáng giờ đấy? Trả xe vào làm rồi. Mẹ muộn làm rồi. Mẹ muộn xe đi có tí việc mà. Lấy xe mày đi học đi. Xe mày đi học đi. Xe mày đi học đi. Hai, cho mình xe đi tán gái nữa đi. Đấy. Nhà học hành gái gấu gì? Tán kỳ cho mình xe tán gái đi. Nha, học hành đi học đi. Lấy xe về đi học nha. Về chứ sao? Bây giờ đằng nào có xe về này, không đi bộ về chết đấy. Sau này chỉ có làm, chịu khó, cần cù thì bù siêng năng. Chỉ có làm thì mới có ăn. Những cái loại không làm mà đòi có ăn thì ăn đầu nha, ăn thế cho nó dễ. Đó anh em ạ. Thì Jenner nghèo vãi liền ra, tìm một xe đâu. Nhìn cái mặt đó kìa, buồn vãi. Tôi đi về. Vén tốt.